Thái Lan lo ngại nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Ông Patisu Phapong cho biết, trước mắt tuyển Thái Lan chắc chắn là đội hạt giống số 1 vì là đương kim vô địch AFF Cup, trong khi đội hạt giống còn lại vẫn phải chờ xác định giữa tuyển Việt Nam và Indonesia. Tại AFF Cup, việc xếp hạt giống các đội để chia bảng dựa trên thành tích ở 3 kỳ giải gần nhất, tuyển Thái Lan đã vô địch 2 trong 3 giải gần đây, do đó chắc chắn nằm nhóm hạt giống số 1. Đội còn lại nằm nhóm hạt giống số 1 để phân chia hai bảng A và B, hiện chưa được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF quyết định sẽ chọn phương án nào, theo ông Patisu Phapong tiết lộ với tờ Thái Sát. Hiện trong 3 kỳ gần nhất ngoài tuyển Thái Lan 2 lần vô địch, thì tuyển Việt Nam đã vô địch năm 2018, còn tuyển Indonesia có đến 2 lần vào chung kết. Vì vậy, nếu trường hợp AFF chọn Indonesia nằm nhóm hạt giống số 1 cùng Thái Lan, ông Patisu Phapong thừa